Chào mừng mọi người quay lại với kênh của Leon Coffee. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy pha cà phê Nova Simonelli Apialite dòng 1 rúp. Thì chiếc máy pha này là chiếc máy pha được nhập nguyên đai nguyên kiện từ Ý. Đây là chiếc máy pha Nova Apialite dòng một rúp màu đen nha mọi người. Thì nó có rất là nhiều màu, có là màu trắng nè, màu đỏ nè, thì còn đây là màu đen. Thì theo em quan sát thì nó là được sơn nhám nha mọi người, được sơn nhám chứ không phải là sơn bóng. Thì đây là thiết kế của máy, rất là sang trọng và tinh tế. Thì vỏ máy được thiết kế bởi là chất liệu là thép không gỉ nè và kết hợp vào nhựa chuyên dụng ạ. Nhìn rất là đẹp đúng không? Vậy thì cách sử dụng của chiếc máy pha này như thế nào? Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết. Thì đầu tiên á, mình muốn sử dụng máy á, thì mình phải mở công tắc ở phía dưới. Thì công tắc nó sẽ nằm ở phía dưới đáy máy và bên phía tay phải. Chỉ có hai chiều thôi, một chiều tắt và một chiều mở. Thì khi mình bật lên á, thì đèn nó sẽ sáng. Các nút ở trên đây cũng sẽ sáng như thế này nè mọi người. Đó. Thì không phải là khi mà mình mở lên xong á, là mình có thể đi vào sử dụng. Chúng ta phải chờ. Thì dấu hiệu nào để biết là mình đã có thể sử dụng máy pha? Thì ở đây mọi người quan sát, ở đây sẽ có cái đồng hồ đo áp suất. Đây là đồng hồ kép. Một nửa trên là thể hiện áp suất, nửa dưới là thể hiện mực nước. Thì khi mà cái kim áp suất của chúng ta nó thể hiện qua vạch số 1 đó, thì lúc đó chúng ta đã có thể sử dụng máy pha để pha rồi. Vậy thì pha như thế nào? Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết hơn các cái nút ở bên thân máy. Thì đây là nút lấy nước sôi này mọi người. Đó. Thì các cái phím này đều bằng cao su hết. Đây là nút 1 shot, nút 2 shot, nút lấy cà phê tự do hay còn gọi là nút cài đặt các cái lượng nước, lượng cà phê cho máy. Còn đây là nút có 1 shot dài cũng như là nút 2 shot dài. Thì cái này là chúng ta sẽ cài đặt theo cái nhu cầu chúng ta sử dụng. Còn đây là cần gạt để chúng ta thực hiện đánh sữa. Rất là dễ sử dụng, bằng cái thao tác đơn giản là mình có thể gạt lên gạt xuống. Đó, thì vì thế nó sẽ đỡ ảnh hưởng cái cổ tay của chúng ta hơn khi mà chúng ta thực hiện liên tục. Thì trước khi mà đi vào cái cách sử dụng pha chế thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về bên trong máy. Thì đối với chiếc máy pha Nova Simonelli Apialite 1 rúp này á, thì được trang bị một cái nồi hơi lên đến 5 lít và có một cái lớp bảo ôn nó bọc lại cái nồi hơi đó, nó giúp cho cái quá trình tản nhiệt diễn ra chậm hơn, từ đó là sẽ tiết kiệm điện năng hơn. Thì chất liệu để làm nồi hơi á, làm nên nồi hơi là bằng đồng nha mọi người, đồng nguyên khối. Các cái ống dẫn hoặc là các điểm tiếp nối á, thì cũng được làm từ những cái kim loại rất là bền và cái mẫu hàng á, cũng rất là tỉ mỉ. Thì dòng này là dòng hút nước, đó là bơm quay hút nước. Thì đối với chiếc máy pha này thì một giờ máy có thể pha đến khoảng tầm 250 ml. Độ bền của nó thì có thể là lên đến 10 năm nếu như mọi người biết cách sử dụng và bảo quản tốt. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào pha chế thử cà phê trên chiếc máy pha này, xem chất lượng cà phê pha ra có ok hay không. Thì ở đây thì em sẽ sử dụng tay cầm pha chế với cái lưới đôi để mà pha. À, còn một cái điểm nữa mà mọi người em nghĩ là mọi người sẽ thích, đó chính là cái chế độ hâm thay tách. Đây ạ, rất là rộng, mọi người có thể để được rất là nhiều ly. Nó sẽ hâm khô rất là nhanh, tại vì ở trên đây nó sẽ luôn luôn nóng, giúp cho ly của chúng ta, ly tách của chúng ta là luôn luôn khô ráo. Thì đối với tay cầm hai shot này á, thì thông thường cái lượng cà phê mình dùng để pha là khoảng 18 gram nha mọi người. Rồi, sẽ lắp tay cầm vào rúp hết. Thì mọi người quan sát dòng chảy cà phê nè, rất là kẹo, sợi rất là đẹp. Mặc dù là cái vòi chia của chúng ta là một vòi thôi, nhưng mà cái sợi chảy nó rất là đẹp đúng không? Chứ nó không phải là chảy ồ ạt. Và cái lớp rema rất là mịn nè.
Đây ạ. Đây là ly espresso mà em vừa pha xong. Rất là đẹp nha mọi người. Nhìn nè, rất là dày ạ, rất là sánh và kẹo ạ. Thì bây giờ em sẽ thử ly espresso này xem thử là mùi vị có ok và hoàn hảo hay không. Rất là thơm ạ. Cảm giác như là nó giữ được trọn vị, nó không bị khét mà cũng không bị loãng quá. Thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng máy rất là đơn giản, chỉ có bật lên rồi áp suất đến được cái độ mà chúng ta cần pha thì chúng ta sẽ sử dụng để pha thôi. Rất là nhanh và rất là nhanh chóng để có được một ly espresso. Thì hiện tại Long Coffee đang phân phối dòng máy pha này, chiếc máy pha này nha mọi người, với giá là khoảng tầm 60 triệu. Thì bên cạnh đó còn rất là nhiều dòng máy pha khác. Thì nếu như mà anh chị muốn tư vấn dòng máy pha nào, anh chị có thể comment phía dưới ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại trong các video sau.